đồng hành cùng anh. Quan muốn ăn chơi là phải có cái món này. Hôm nay tôi sẽ tìm hiểu về một loại trà nhưng nguyên liệu chính không phải là thịt lợn, sự tiết kiệm và hoạt động bền bỉ là loại sản phẩm cả với trải nghiệm phú vị và nhiều hơn tối ưu. Nagakawa vượt kỳ vọng, thỏa ước cầu. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Nagakawa trong suốt 20 năm qua để hỗ trợ lá gan khỏe như thuần tin dùng bồ gan tâm bình. Bồ gan tâm bình hỗ trợ tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan, hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng tới gan, giảm triệu chứng mệt đay, mất ngứa. Để lá gan khỏe như thuần tin dùng bồ gan tâm bình. Bị cảm nghẹn mũi sổ mũi, thay vì đã có thiết bị giải các triệu chứng cảm nghẹn mũi sổ mũi đau đầu và sốt, thiết bị chứa paracetamol, loratadine, không dùng thiết bị trong người thường mát bệnh mạch vành, bệnh thiếu cầu đề, suy gan, bác vẫn còn giữ những cái gối cổ như thế này à bác? Bị màu xanh đây, bị ông là bị mỡ máu cao mà chủng chủ quan nhá. Tôi đã mua ngay cho ông cái mỡ máu tâm bình này này, hỗ trợ giảm mỡ máu này, giảm cholesterol và triglycerides này, giảm cả mỡ gan nữa bạn. Da làm sạch da, mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan đủ độ thì được da giảm gia vị, lòng bảo trứng gà, nước cốt hành, cốt lươn, một chút mỡ lợn để chảo gà không bị khô. Theo người làm chủ quan, thịt phải dàn đều, mịn mỏng và vuông vức thì khi nướng chảo mới không bị nứt. Dàn càng mỏng, nướng chảo sẽ càng ngon. Thank you.
Bây giờ là 19 giờ. Cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết Quý Mão, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đôn đốc dự án Nha Trang Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1. Hơn 80% giá trị của các sản phẩm nông nghiệp nằm ở những khâu sau thu hoạch. Nông nghiệp đa giá trị là hướng đi để Việt Nam phát huy tối đa giá trị của nền kinh tế nông nghiệp. Sự hội tụ đồng thời của nhiều cuộc khủng hoảng sẽ khiến cho kinh tế thế giới năm nay chỉ tăng trưởng 1,9%, cảnh báo của Liên Hợp Quốc. Hiệp định Paris được ký kết cách đây 50 năm là kết quả của sự chiến đấu anh dũng trường kỳ của cả dân tộc và sự đoàn kết, ủng hộ hết sức mạnh mẽ của bạn bè quốc tế. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Nha Trang Cam Lâm và dự lễ ra quân triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang Sài Gòn của tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.